Trời ơi, bốn con nó lũ bốn hướng. Bắt ở trước cái quá thân trước cái quá trước cái quá trước cái quá trước cái quá trước cái bắt cá đây bắt sướng bắt đó bắt cá nè là tôi sổ luôn rồi cái này. Chị trở lại kênh YouTube của mình nha. Giờ này mình xuống nhà của bé Thao nè, đi với chỗ anh Nhái với anh Cảnh miền Tây. Trời đang mưa cả nhà, mưa mình đầu tư hẳn cây dù, mình có ướt nhẹp rồi dầm mưa rồi, nhưng mà để che mưa đi bắt cá cho cả nhà xem. Bắt cá lên, trời đang mưa cá nó lên dữ lắm. Đi với Cảnh miền Tây luôn nha cả nhà. Đó có lên rồi đó, kìa kìa thấy chớp chớp kìa. Ủa ngoài trước cái gì nữa kìa? À, con nó kìa, nó lắp dành xuống hương này. Đó, 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 đó. Thôi lắp con cá rồi. Cá hồi nữa, Thao nó bắt quá trời bự luôn rồi. Ôi, bắt đã rồi. Ôi, lắp rồi. Ôi, ôi, quá đã luôn. Quá ngon. Ai chú rồi? Đâu, tiếp. Đi thôi. Đi về dạy. Đã rồi, mới ra lần đó 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 lên nữa. Ở chú cứ kêu quá thử kêu có cái chú kêu. Kêu kêu trước. Một chút nữa kìa. Lẹ thôi. Đây đây con. Đây đây con nè. Kìa, trước nó kìa. Trước nó chớp chớp lắm nữa. Ờ đó 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 đó. 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 Nó kìa. Đó. Đây đây. Con nó con nó thiếu à. Nó còn nữa, giữa sông cái mỏ nó nằm. Đây, con cái này các bạn ơi. Đi đi. Ồ, đảo ha. Rồi, bỏ vô. Mới bên lớn mà đi dữ ha. Sao con này, đảo con này các bạn ơi. Quá trời. Okay. Đâu? Ôi, con cà má luôn rồi ơi. Lỡm, lỡm, lỡm. Trước cái gì nữa kìa. Nhóc chân rồi. Rồi. Thôi. Ở trong con nữa kìa. Đâu đâu đâu. À trời mắt má hay quý. Trời ơi đừng ngứa lắm á chứ ngứa dữ lắm á. Ôi. Đó đã. Không không. Trời ơi. Trời ơi cá lóc cảnh lắm cả luôn. Cái gô ngon của lâu nữa. Còn cái gô chính nha kìa. Gô cá lóc luôn. Trời mất lắm chứ có trời. Cá lóc cảnh đâu lên nó theo. Đó kìa. Cái gô đặng gần cái mương kia kìa. Đó 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 đó. Chặn liền. Cái gô gần cái mương luôn rồi. Ơi. Đó kìa. Kìa 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 đó nó kìa. Vui quá vui. Sao sao. Quá quá bệt bệt rồi sao bay. Đi đường cầu á. Cầu này nè, đi cầu này nè. Kìa kìa. Tháo quay tháo nó xuống nước kìa. Đó đó hai con luôn. Đó. Nó còn cái bụi chuối này nữa nè. Bắt đi. Nè cả nhà, quát lên, quá trời luôn rồi nè. Kìa, trước kìa, nhóc nó chân kìa. Ôi. Ôi, nó kìa. Ồ, nó lên. Ủa, đang con nữa hả? Đang con nè. Đó, con nữa kìa. Ồ, con này có trứng. 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 Ồ. Con này cái này chín nóc nóc luôn rồi. Chiếc bị ra kinh đẻ nè. Lên ruộng. Ủa lên ruộng. Lên ruộng. Đi lên mương á. Quá trời luôn rồi đi. Tiếp tiếp tiếp. Có nữa kìa. Chứ. Nắp rồi kìa. Nó chạy kìa. Nó chạy như xe tăng nha. Ồ cá này trứng không? Trứng nóc nóc luôn rồi kìa. Khỏi bắt hả?
đã. Ủa, mưa dưới đâu mà. Đi 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 tiếp đi, mưa đang mưa nè nhóc nè. Giờ bắt hướng nào? Bây giờ mình qua cái vườn bên đi. Vườn bên kia hả? Trời ơi. Ô nhóc hả? Đâu? Ô con bắt con nó xuống mương. Ô cá lóc rồi. Hết rồi luôn. Ồ bên này nó có lưới nè, nó qua không được nè. Mương bên này nó qua nè. Đây cái này của anh Năm anh nuôi không đó nghe. Trời ơi, con cá lóc cà bá. Con cá lóc nhỏ. Con cá lóc nhỏ nhưng con cá lóc nữa kìa. Trời ơi. Mà ta thì Năm rồi. Hốc nó đi. Hốc đi. Trời ơi. Xuống mương vậy đó. Trời ông ơi. Tôi còn nữa, chảnh hình như thấy chảnh chảnh nữa gì kìa. Đó, 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 kìa, trên đây, đó, đó, trời ơi, nó mới vừa lên luôn nè, quá trời bự luôn. Ủa, có lóc kìa. Đâu? Nữa hả? Nữa. Bắt nữa. Trời ơi, nó mới vừa lên thiệt luôn. Con cá gù. Dạ, đem cá lóc rồi. Trời ơi. Ủa, lóc lên nữa. Quá đã luôn. Mấy cá lên bờ yếu mệt. Thôi trước rồi có không thấy chấp chấp vậy. Không. Này anh Năm có nuôi không nha? Gào lưới này. Rồi có gào lưới nè, không chừng là nuôi cái gô á rồi nó lên á. Bắt gọi đi con. Đi qua bên kia coi. Đi theo nó bờ bên này nè. Rồi nó nói có nữa rồi cả nhà ơi. Mấy anh em đi quay bắt cá này hao lắm cả nhà. Ủa mà giờ này hết mưa rồi. Cái gì? Một con nữa hả? Nó bớt mưa nó bớt lên rồi đó. Chị đây hai con nữa nè. Hai con luôn hả? Trời ơi bắt nó giờ không? Ồ, cá đồng mùa lên gì đó nó nhớt không rồi đó ha. Thằng nó lắp đi phải không? Lắp hai ngành hai bên nó mòn nó luôn hết đau. Giờ đi kiếm cúp nữa. Thôi có vô. Chưa hết mưa rồi, nó hết lên. Hết mưa là nó bớt lên nè. Đi qua mương kia kìa, mương kia có nước nước kìa. Không có. Đi qua anh kia. Có. Đó, có bầy dịch kìa. Bầy dịch quay bầy dịch á. Ừ, có bầy dịch này nó ăn cá hết rồi đâu nữa. Có nè, có đây. Vậy mà cũng có nè. Tại vậy dịch nó thấy. Ô mà dịch nhỏ quá nó không dám ăn đâu. Ồ cá này sao dịch nút nữa. Hai con. Này nắm tay con thấy này đây lớp về thấy này. Hai con luôn. Con đực con cái nè. Ồ. Cả nhà nhóc được cả nhà. Nó già được như là. Trời ơi cho nó có dịch sao nó lên. Thôi nó mấy cá này bự dịch nút cũng được. Cứ gặp cái con chít chít chít. Thôi hết mưa luôn rồi. Hết mưa rồi cả nhà ơi, đi dạo về coi, vòng vòng về nhà coi. Bởi vì chuyên gia bắt cá luôn. Cái máy dũng đó thì có không? Máy dũng trong trong đó đó. Kìa. Có nè đúng không? Nè. Phải không Thao? Đừng lội xuống nè. Thấy máy dũng gì phải không? Đó có kìa. Nè. Nó nằm theo cái kẻ rồi phải không? Nè. Nó kích vô cái bánh xe cưa xe khôn quá hết rồi. Đây một nằm vô đường khẽ nó chưa quên nói là cái nhà này nè, nó nằm đây nè, mấy từ bắt đường chạy mất luôn, mấy từ bắt chạy mất á. Đó rồi nhìn đã quá. Đây nè kìa nó có á, từ làm rồi chắc bắt hết quá. Đây nè, đi bắt cái gô lên là sướng nhất cho nhà rồi. Nè nó chạy qua kẻ này nè rồi. Ồ từ bắt cá đây không được đâu. Rồi xuống sâu luôn. Rồi rồi nó dạy qua tới đó có tiêu rồi. Đây. Tết công chuyện luôn. Đó. Cái gì lội xuống đó nữa đục ngầu hết sao. Cái gì lên đó cả nhà. Đó, ngon không? Bắt cá kiểu này thì phải mê thôi. Nó lủi với mấy cái dấu bánh xích á. Tứ lội. Đây nè, nè, nè. Đó. Nè. Ô từ bắt được rồi. Đó, thôi nào, thôi. Cá này từ bắt được. Được không? Lái giờ chạy hả? Cá từ bắt cũng trọng trọng mà.
Nãy giờ chạy chứ. Nãy giờ chạy mất mấy giờ. Đi theo cái đường nước thế này nè cả nhà. Ủa, nước chảy đã vậy. Đừng lội xuống đường nước cái thứ. Đừng lội xuống. Dòm kỹ á. Dòm kỹ lắm mới thấy cái này, nha. Cái này tối chắc sướng lắm rồi. Tối sồi cá lên nhiều hơn. Rồi mấy cái kẻ bánh xích nè. Có nè, phải dòm kỹ mới được nghe nè. Phải để nước trong đừng có bước nước đục. Đừng bước xuống đường nước đi. Để cho thiếu con bắt đi. Cái môn này khó lắm, con bắt không được đâu. Đó. Cá đã quá sướng, sướng. Thằng Tư đi nó không thấy con cá đâu. Mà dòm theo mấy cái bắt cá vô lên là sướng nhất cả nha. Mấy kẻ nó lúc hay lắm. Sướng lắm. Mình có xác xác lại á. Mà nó khùng cái quỷ. Nằm nấp kích ở dưới cái mẹ nằm vậy chả khác ở tàn hình luôn. Ô chỗ này sâu quá hấp biết rồi. Chỗ này sâu quá trời. Kia có hả? Sao thao rõ quên thiệt nè. Đó nằm đó. Bằng cá này mình phải ốp gì nè nghe. Đó, anh xui nữa nè, nằm trong cái tay người với hai chú luôn. Hai chú luôn để hết xui đó. Con này con nhỏ này dũng chín bự. Đó, đừng có đi xuống nước. Đừng đi xuống nước, nó đục nước. Để quan sát từ từ nữa con. Để tí kiếm cái bắt gì cho con ăn. Con hay đi vậy cái đó nó chạy ra. Con mấy cung này sao vậy? Ê, con chỉ chạy gì vậy? Cá đó nó chạy động rồi. Từ từ đây mình lùa lên đây cũng cuối đường. Đừng lội xuống, để nước mình để nước trong mình. Nè quẩy cho này. Đó. Nước không trong lắm cái nhà này, ban đêm sôi đã lắm. Ban đêm cái tối nay đi nữa, tối nay làm clip nè, nè nó nằm đó nè. Từ ở dưới này con bắt không được đâu, để tí bắt nước sâu quá con. Ôi trời đó. Nó làm lắm chuẩn bị cho con. Bự. Ôi nó chờ chạy ra không có nữa. Gọi. Nó chạy lên. Đó. Để từ đi thôi. Đó chạy ngốc luôn. Cái đường này nhiều lắm. Dòm đi. Thấy nó chạy lắm. Bình tĩnh. Bắt từ lên. Nó núp nó kìa thấy không? Ủa bự vậy. Đó. Này có lội xuống cái đường nước nó đục. Bình tĩnh rồi nó. Sướng, bắt cái nó sướng. Quá sáng muốn luôn á. Sướng. Đi hao xả ngang nè. Tứ đừng làm người xuống. Tứ cho ba đi. Ra trên ba đi, anh ba quay cho tí. Con đứng ở trên đi. Đi theo tôi coi đi. Cái này. Ok. Nè. Con nãy kia lên nè. Núp ha. Nó núp cái nhà. Tư dòm tư dòm nước thôi, tư đừng có bắt dính nè. Cái mương nào cạn mà mình thấy bắt. Cá này bự nè, sáng quá ha. Thầy á, cái mương nào cạn để cho đi ăn đi hả? Bệnh mù lên dữ lắm, tao bắt quá trời luôn. Thầy mấy ông nó bắt ngay giờ. Chạy đi, mình đi lắm, mình đi dài qua đó. Tối rồi, sôi đã lắm. Tại cái đèn, ban đêm mình đi, tại cái đèn mình màu vàng mình dễ thấy hơn. Hôm nay lúa cắt cái nhà rồi, nước khô rồi, mới mưa lại nó cho nên cá nó lên lại. Mưa đầu tiên nữa nè. Mưa dài cắt lúa rồi mới mưa là để cho tôi bắt hả thầy? Ừ, mưa nào cạn đi từ. Con gì mới chạy thế ơi? Chạy nó trước dữ lắm. Từ từ bắt lùa lên đi. Nè. Núp con cá mà. Tội dễ gì thấy con ơi nè. Nè thấy không? Hèn gì? Nè. Nhái này bắt tỏ. Bắt cá này mình đi phải từ từ tỏ đó, nó gồ gồ chạy ra nữa. Chạy ra. Đó núp khe nữa nè cả nhà đó. Đó cả nhà thấy không? Đó. Có thấy ta? Tại vì mình có thấy. Chạy khó thấy lắm. Đó, tới nữa. Lên núp nữa rồi. Núp đi nữa hả? Con khác. Đây nữa nè, núp trong bắt cá không? Nhóc dân luôn, không quan sát kỹ là không gặp. Nằm cái đầu ngón tay luôn á. Ủa, con gù gã xuống. Khôn thì quy. Khôn thì quy. Gặp anh gái khôn thì quy. Việc nhẹ nhẹ. Nè. Hai con nó nằm một bóng luôn nè. Nó nằm đống luôn. Dính hai lai, dính hai con luôn nè. Hai con. Hai xui. Dính luôn. Hai chú luôn. Bắt cá đây sướng bắt đó. Bắt chín thật ngon. Cá nè. Là sẽ sổi luôn rồi cả nhà. Thôi bỏ thùng đi. Nó nằm ở dưới cái lỗ cái đường ấy không à. Nè nè 1 nè 2 nè 3 nè 4. Không khéo là nhìn không kỹ đâu. Phải đi bắt mình phải quen kìa. Cái con gần gần đó cá. Nè.
có nữa hả? Cũng được. Đây này con dí chị lên. Hai tay làm hai đầu bắt chị nè. Mình phải bắt là một tay trên tay dưới vậy nè. Ôi. Sửa hộp cái chứ. Chứ nè. Giỡn với anh hả? Bắt cái này mình cần cái độ kiên trì cho mình vượt theo con cá đó. Phải theo hướng dồn. Chứ mà mình nhìn lát chỗ nào thấy con chỗ nào cạn cạn cho bé Tư bắt con. Nha, để đi theo nó không cho nó bắt. Chút chỗ nào cạn cho Tư bắt. Này sao Tư bắt không dính đâu. Nếu bắt đây còn trượt lưu còn cái khúc này. Theo mấy cái hẻ coi nó có xuống không. Xíu rồi Tư bắt. Sắc trời mưa rồi. Trời mưa nó lên nữa đó. Trời ơi nhìn kìa. Có cá tiếp. Ôi chú ơi. Tổ một bưng dài luôn. Ôi chú ơi luôn. Giống rồi. Còn cái khúc này quá. Cạn này nha. Bữa nay trời nó còn chá xuống cái mưa rồi. Không thấy. Có cái đường đi chứ. Cái khúc này cạn rồi á. Đúng ta. Cái khúc này cạn rồi nè. Nhái chịu cực mò theo mấy cái lằn bánh đó nha. Tại mình dòm không thấy. Nó chá chá. Ngày ban đêm vậy thấy không? Ngộ quá. Tối nào phải đi được. Con đi với đèn nó màu vàng nha. Còn mấy cái này cạn để cho Tư bắt á. Vừa từ để tôi thấy tôi chỉ cho bắt con. Sao mấy cái này nó đục nhiên nó đục. Nên tưởng không cắn. Tưởng nó không. Tới cả nhà. Mưa nữa rồi nhà. Ôi anh cứu luôn chạy ơi. Mưa sao lạnh ơi. Cái gì vậy? Con cao cao. Con cao. Khúc này sao nó không lên hả? Khúc này sao không thấy ta? Chạy trước. Cái nhà, đừng Tư nè, nó núp nè, thấy không? Cái nhà nó núp đi nè, thấy không? Đó. Coi từ từ lên, cái nhà nè. Con bự. Em, Tư, đừng bước cho Tư, ừ, đó. Cái bụng dính. Dính, ở bụng kìa đó. Ủa, con này bự ha. Tiên bắt con quá đã luôn chú ơi. Mưa tới nữa là gì, để tôi lùi chứ. Chạy quá. Tối này đi sao? Đây nè. Không buồn. Đây, hai con luôn, hai con luôn. Đấy, đừng đi, đứng được khoan để tí đọc cạn tí cho bắt cho. Đang con. Để chạy mất uổng. Uổng lắm con. Cái đường này mình đi kiếm cửa cổ thấy đừng con mà Tư bắt là được. Ủa. Một chủ nữa nè. Nhưng một phần cái nước này vàng không thấy được. Cái gội. Chạy ha. Đó. Chạy lên nữa. Đó, chạy ra. Nó núp rồi, đó. Chạy ra nhà ta. Rồi nó vô lỗ nẻ rồi. Hàng cá là nước đó. Này nhặt mấy cục gơm này ra nó nằm đó cái nhà. Đây đó. Ủa trời luôn. Mình nhặt tới gơm thấy cá khủng khiếp nó hết hồn. Chỉnh á. Bóp. Đẹp tay. Giờ nó chạy đường nào cũng vậy tới cuối đường của mình cũng bắt được. Nó sắp trời mưa tiếp nữa rồi. Mưa là có cá. Đúng rồi. Mưa mình bắt rồi. Mưa rơi gió hồng dân chơi. Mưa là nó lên dữ nữa. Không sợ mưa rơi, mưa dân chơi. Vậy thôi. Con chắc cứu con, chăm có con đây rồi đó. Nào. Trong đây nè. Con chắc cứu đi, mày có con nè. Nhưng mà có chứ, chắc chắn thấy có con. Bảo đảm luôn. Con mới thấy chạy vô mà. Con tâm mắt lắm á. Rồi đó, con mới thấy con chạy vô. Chơi đâu. Nước cái này ai mới đốt nè. Thấy con gì chạy vô á. Chú ngủ không đốt. Không để bắt xong phải đốt. Hết thấy luôn kìa. Quá độc à. Một chú cua. Mà nó tiệp màu nó khó nhìn lắm á. Cua. Ôi thầy bắt tinh vậy. Nè đầu chà bá luôn cả nhà ha. Cái bắt không. Nó chạy nè, con này muốn chạy nè. Con này nó chạy đó. Con này muốn chạy nè. Nhanh lên. Bíp. Quá hay luôn chứ. Phải ốp vậy đó. Đó, nó sẽ bóng nổ luôn. Quá hay luôn. Ở đây thì bắt cá số 2, không ai số 1 nha. Ý khúc này duy nhất là có cá. Đang cái thường thường nằm trong cá rồi đi. Đi theo mấy cái đường nẻ này cả nhà, khó nhìn lắm. Tư bữa nay không được bắt rồi. Thầy ơi. Lát kiếm cá. Nãy giờ cũng nhiều đó. Chạy đi thầy.
Ủa kìa, kìa, cứ chạy tránh kìa. Ủa rồi, rồi, rồi. Qua đấy rồi. Ê, nó gồm về cái đầu chảnh á. Nãy giờ. Đừng có đi mé mé vậy, nó đục. Công sức. Lùa heo. Con đêm đi soi chắc nhiều lắm cả nhà. Nãy giờ mình đi bắt có đường nước nha, còn mấy đường kia nữa. Được mưa tới nơi nữa rồi. Ừ. Quá trời, quá trời, quá trời. Hãy gửi cả nhà hô lên đây coi. Coi nhà bác luôn hả? Ờ, nó chú xuống đường, đường, đường. Đi, 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 đó 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 chạy rồi tướng chạy đấy cho nó đó 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 rồi chạy lên không chạy lên không chạy như xe vậy á rồi nó chạy đập nước thì mê bữa nay đã luôn rồi này. Bữa nay là dầu bữa nay là có đồ ăn hiện cá cho bá luôn cái tí ơi đâu 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 chào con khu nó nằm nè cái nha bố hai ba con gì vậy ở bố cũng nằm nè nha hai yên con nè ấy em từ 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 nó chạy lên được không? Để, 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 để con chạy lên rồi đó 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 nó chạy ra nha. Con buồn cả bá luôn. Ô lắm. Dính con hả? Đây con có nè. Con mẹ. Ô đây con dính nó mẹ nó nào. Ô. Quá trời. Đi đi đi. Chụp chụp chụp. Ô chạy con chạy ra chạy. Thôi mưa tới luôn. Rồi. Bắt nhanh để mưa luôn á nha. Để hồi ướt điện thoại á. Hồi ướt điện thoại chứ gì chứ. Chứ mình ướt có bị đâu mình sẽ ướt cái điện thoại nha. Cua nè thơm lên luôn. Dạ 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 dạ. Mưa ơi, mưa ơi, mưa ơi. Nãy chạy lên đây dưới lắm luôn á. Ừ, chạy lên dữ thật á. Kiếm từ từ coi có đường nẻ không. Rồi sợ mưa xuống hết thấy luôn á. Rồi. Tới rồi cả nhà ơi. Quá tỷ. Cái điện thoại nó bét bét luôn. Đi nhanh nhanh chút cả nhà. Con tâm mắt quá. Thế cái gì con cua 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 cua. Cua. Cua lộn cua luôn. Dòm dòm kỹ kỹ á. Ờ, lên mưa lại. Hồi nãy vậy nhóc quá. Chạy lên lắm hả? Lại thấy dựng. Cái dễ này. Mấy lần. Đi đồng đồng luôn đó. Đây nè. Hai con luôn. Hai con luôn hả? Để đó con nó kìa đó. Nè đi để mưa. Nè. Rồi. Lẹ 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 lẹ. Đây mình đang chạy đuôi thời gian luôn á. Dính. Rồi. Nó thèn rồi. Đã mưa mưa mà. Rồi. Núp hả? Núp với anh hả? Bắt em nhanh hết đường này đứng nghỉ cái chạy đuôi thời gian rồi đó. Chạy đua lên đây nè. Nó chạy lên đây nãy nhiều lắm hả? Hồi nãy mấy cá đua xe chết lên đây nè. Rồi, sắp hết đường rồi. Chết luôn. Nãy mấy cá đua lên đây nè. Chết luôn rồi. Con thấy. Con con còn thấy nha. Mưa này tối nó lên nữa. Tôi thấy luôn. Thu được ngóc rồi cả nhà nó đi vô cả nhà thôi. Ôi ô kìa. Thu ngóc. Thôi mưa lớn rồi chạy vô nhà lấy dù đi quay. Ôi, kết thúc luôn. Mưa quá